Rồi, xin chào tất cả các bạn nhá. Đúng như dự đoán của tôi các bạn ạ. Tôi đang ăn khoai. Tôi đang ăn khoai kết hợp với là ăn bưởi. Đây, bưởi đây. Khoai mới bưởi đây các bạn này, nhiều lắm. Đấy. Thế thì đúng như dự đoán của tôi cách đây khoảng độ từ năm 2015 ấy, khi mà tôi có ngồi nói chuyện với lại người anh trai của tôi trên Yên Bái, trên Văn Yên. Anh ấy tên là Nguyễn Khắc Vân. Anh ấy tên là Nguyễn Khắc Vân. Nếu mà các bạn vào trên Google các bạn tìm chữ Nguyễn Khắc Vân nuôi bò thì kiểu gì kết quả cũng cho về Nguyễn Khắc Vân nuôi bò. Thì đây là cái người anh trai ruột của tôi cách đây 5 năm. Cách đây 9 năm thì anh ấy có làm trong một cái trang trại rộng khoảng độ 20 hecta, trồng khoảng độ mấy vạn cây quế gì đó ấy, nhiều lắm. Nhưng mà anh ấy cũng giống như người khác thôi. Anh ấy lại cũng đi trồng bưởi giống mọi người các bạn ạ. Trồng bưởi giống mọi người. Khi mà anh trồng bưởi thì lúc bấy giờ tôi đang lang thang trên các cái sườn núi ở bên Tuyên Quang rồi nơi này nơi kia. Tôi nhìn thấy, tôi có hỏi mọi người, tôi có hỏi những người dân ấy là việc trồng bưởi này, trồng cam này có khó không? Thì người dân người ta có chia sẻ là trồng cam thì khó hơn trồng bưởi. Nhưng bây giờ người ta cũng đã là ghép cây bưởi, ghép cây cam trên gốc cây bưởi. Cho nên gốc là cây bưởi nhưng ngọn là cây cam, chính vì vậy mà người ta trồng được ở khắp mọi nơi cây cam ấy. Thế thì tôi đi làm được khoảng 1 năm ở bên Tuyên Quang, khu vực bên Tuyên Quang, rồi tôi đi đi lại lại khu vực Yên Sơn ấy. Thì tôi thấy rằng là nhà nhà bắt đầu đi trồng bưởi mới trồng cam các bạn ạ. Tôi thấy xe máy cứ chở âm âm trồng bưởi mới trồng cam. Thì tôi có nói với người anh trai của tôi là gì? Thôi, anh đừng trồng bưởi nữa. Những cái gì mà người ta làm nhiều ấy thì anh thôi đừng làm nữa. Mà nhà nhà trồng bưởi, nhà nhà trồng cam như thế thì khoảng độ 5 đến 3 năm nữa thôi thì anh em mình là chờ người ta rồi chào Bieber nhá. Thì anh em mình chờ người ta, mấy đứa trẻ con nó chơi chơi bóng ấy, nó chơi đá bóng qua bằng quả bưởi ấy, thì mình ra mình đưa cho nó 2.000 một quả, tức là 10.000 được 5 quả. Các bạn ơi, không ngờ bây giờ bưởi có 4.000, 5.000 một quả các bạn. Các bạn bảo có đáng ngờ không? Chẳng có gì đáng ngờ cả đúng không? Cái gì dễ người ta chẳng làm nhiều. Bạn mà làm cái dễ người ta thi nhau đua trăm hoa đua nở ngay lập tức. Bạn có tin không? Nếu bạn trồng chanh mà bạn trở nên giàu có, người ta thi nhau trồng chanh. Đấy. Một trong những dấu hiệu để nhận biết được là chanh hay bưởi hay cam bắt đầu xuống giá là các bạn để ý mà xem. Thường thường các bạn để ý mà xem. Cứ các cái dự án, tôi không biết là tôi không đoán chắc được là dự án của nhà nước, nhưng mà tôi chỉ biết là cứ những cái dự án, những cái chương trình tài trợ ấy, mà họ bắt đầu đi tài trợ cho dân những cái cây này cây kia, là con này con kia, là chuẩn bị đến chu kỳ giảm giá các bạn nhé. Bởi vì sao lại vậy? Bởi vì để cho mà cái miếng bánh ấy nó được phát hiện ra ấy, mà để cho đến mức độ mà cán bộ người ta đã biết rồi ấy, thì các bạn không có cơ hội đâu các bạn nhé. Cho nên là trồng bưởi hay trồng cây gì cũng thế, hay nuôi con gì cũng thế, nếu mà thấy rằng là một trong những dấu hiệu nó sắp suy thoái ấy, giá cả bắt đầu đao xuống ấy, đó là các cái chương trình dự án, các cái chương trình này chương trình kia, dự án này dự án kia, người ta thúc đẩy, người ta hỗ trợ mình để trồng cái cây đó hay nuôi cái con đó. Bởi vì người ta không phải là người làm kinh doanh các bạn ạ. Bản chất của những người đi tài trợ đấy, người ta không phải là con người làm kinh doanh. Đấy. Không phải là con người làm kinh doanh. Đôi khi có rất nhiều trường hợp là người ta đi trồng bưởi, trồng cam, bưởi là bưởi ngọt. Lúc đầu trồng theo kế hoạch là bưởi ngọt, về sau bưởi đắng ấy. Là thất bại đó nhá. Đó, cho nên là nếu mà là tôi ấy thì tôi không phải sĩ diện gì đâu. Nhưng mà tuyệt nhiên nếu mà bây giờ ai đó bảo tôi là góp vào ví dụ như là 30% để được tài trợ 70% để nuôi một cái con vật gì đó hay là trồng một cây gì đó, tuyệt nhiên tôi không tham gia. Tất nhiên tôi không bao giờ tham gia. Cho tôi một nửa già tôi cũng không tham gia. Bởi vì tôi biết được rằng là đó là dấu hiệu của sự suy thoái sắp đến rồi. Các bạn tưởng tượng năm 2015, năm 2016 không? Thi nhau tài trợ để cho lợn, nhà nhà chăn nuôi lợn, các chương trình đổ tiền vào cho dân nuôi lợn. Năm 2016 bắt đầu lợn nó đao xuống còn 18.000 một cân các bạn. Để nuôi được một cân lợn nó ra giá 35 rồi. Nhưng mà giờ bán 18.000 một cân. Vài thằng sĩ bọ bảo tao cố nuôi qua Tết này xem là Tết đến kiểu gì phải tăng giá, còn lâu ấy.
khi mà cung nó vượt quá cầu, vượt gấp 2 lần cầu rồi ấy, còn lâu mới có cơ hội để mà tăng giá, đúng không các bạn? Không hiểu rõ quy luật cung cầu, làm bừa đi, xong rồi tham gia thị trường một cách bừa bãi đấy, dựa trên kiến thức còn yếu ớt, thế là dễ chết đây này. Hôm nay thì tôi đang chia sẻ với các bạn là hôm qua tôi đi từ Nam Sách Hải Dương về, hôm nay thì tôi lại đi thu chăn về giặt ngoài vườn, phơi nhiều lắm các bạn. Tí tôi đưa các bạn sang xem ngoài vườn kia, ngoài vườn phơi nhiều lắm. Những chiếc áo dạ này thì mỗi một phút thì sẽ là được một chiếc áo dạ các bạn nhé. Trung bình một phút thì sẽ là được một chiếc áo dạ các bạn đây này. Đấy, các bạn xem phẳng đét chưa? Đấy. Đây. Đây các bạn xem này, phẳng đét bây giờ này đấy. Ui giời ơi. Tôi bật đèn lên cho mọi người xem. Cẩn thận vào tay đi nhá. Cẩn thận vào tay đấy. Đấy các bạn thẳng lì chưa? Cứ một phút thôi là xong một cái áo. Tốc độ lắm các bạn nhá. Tốc độ lắm. Đấy, những chiếc áo nhân nheo nheo này, đây các bạn xem này, vợ tôi là này. Đấy. Đấy, nó phẳng bây giờ nha này. Đấy, vào tay đấy. Đây các bạn xem phẳng chưa? Đấy, phẳng lì rồi này. Lướt qua vẫn phẳng lì rồi, bên này vẫn nhân nheo nheo này đấy. Công nghệ là đây này. Nhanh lắm. Cái chiếc áo chất vải này là chỉ lướt qua vắt là phẳng lì rồi. Đó. Bây giờ thì tôi dẫn các bạn qua bên vườn. Nhà tôi thì mới chuyển về đây được 2 năm rưỡi ấy. Cũng không có mối quan hệ nhiều, cũng không, vợ tôi không hay đi đây đi kia, cho nên là không biết được là thu chăn thu chiếc ở đâu cả. Toàn tôi đi thu là chính thôi. Đấy, trước khi trên đường đi ra đấy thì tôi dẫn các bạn ngó nghiêng chiếc máy sấy siêu công suất, bởi vì là những chiếc lò đốt tôi làm ra thì các bác ấy đều bảo tôi lấy hết rồi, tôi chẳng còn gì để sấy cả các bạn ạ. Đây này, tôi không còn, bình thường tôi để cái lò đốt này, bây giờ tôi chẳng còn cái lò đốt nào để sấy cả. Đấy đấy, phơi đây, tôi chẳng còn gì để sấy cả, thành ra là đấy, xe tôi thì bụi mù rồi, tôi lâu lắm rồi tôi chẳng đi đấy. Chiếc máy sấy này sấy một lần được 12-15 chân một mẻ. Nếu mà tôi mà dùng nó là tôi sẽ không cần phải đi phơi nữa. Bây giờ tôi sẽ dẫn các bạn sang bên vườn. Tôi sẽ chuyển sang 3G, phải sang bên vườn kia thì sóng nó yếu, tôi sẽ chuyển sang dùng 3G để các bạn cùng xem nhé. Đấy. Đây này, thậm chí nhà tôi cũng chẳng có biển đâu các bạn. Thậm chí nhà tôi cũng chẳng có biển đâu, lúc thì nó sập xệ, nó rơi đâu đâu ấy. Vẫn đầy chân để giặt thôi. Quan trọng là cách làm thôi các bạn ạ. Quan trọng là phương pháp tiếp cận thôi. Chứ còn các bạn mà cứ thao thao bất tuyệt làm giống hệt những người khác ấy thì kết quả các bạn cũng giống hệt người ta thôi. Chứ đây này, chứ không phải là cứ bắt chiếc người ta ngồi ở nhà xong đặt điểm đi thu chăn đâu. Đây, củi tôi mua về này có 1,2 triệu này, 1,2 triệu tôi sấy cả vụ luôn. Đây các bạn xem đây, chăn màn của tôi đây. Đấy, tôi phơi đây này, các bạn làm thành những cái thanh thang như này các bạn này. Làm thành những cái thang này này, hai bên này này. Phơi 1-2 giây này được 3 cái chăn này. Nó dạng ra như này ấy. Nó dạng háng ra như này này. Nó dạng háng ra như này ấy. Thì nó nhanh khô lắm các bạn nhá. Dạng càng to thì càng nhanh khô. Đây các bạn này đấy. Tuần chiều nay ấy, đúng ra là tôi đi thu chăn tiếp đấy, bởi vì là có mấy khách gọi, toàn khách gọi 3-4 chăn một người nhà thôi. Nhưng mà tôi đang nói với người ta rằng là tối em đi trả chăn đằng nặng đi qua hướng đấy, thì tối em qua em lấy về, tối em giặt xong là mai em phơi, là chiều mai em giả. Em chưa kịp làm lò đốt đâu. Đây là các bạn này. Đây các bạn xem, nhà tôi ở nông thôn 5-70 mét mới có một hộ dân. Các bạn bảo ta giải pháp nào mà chúng ta có thể có được nhiều chăn giặt. Tôi nói thật với các bạn ấy, rất nhiều bạn là khi mà đầu tư vào giặt là này, là nghiên cứu vừa ở mức vừa phải, hạn chế, cho nên là gì, cho nên là cái chi phí đầu tư nó cao. Bây giờ mua một cái máy giặt 20 cân, 22 cân, cách đây khoảng độ 2-3 năm, nó có giá khoảng độ 70 triệu, 80-90 triệu các bạn. Công mông ra để giả nợ các bạn ơi. Xong là thấy cái ông ở dưới Hà Nội, cái ông bán cho mình, ông hướng dẫn mình là về phải lấy 60-70 nghìn một cái chăn, thi nhau lấy 50-70 nghìn một cái chăn. 50-70 nghìn cái chăn dân là người ta dám làm gì, dám giặt các bạn. Nào các bạn đi trồng lúa xem nào, trồng lúa xem được bao nhiêu lâu thì mới được ra được một cân lúa. Người ta quy ra thóc hết chứ các bạn, lấy đâu ra mà người ta đi giặt, đúng không? Không giặt là không giặt. Bây giờ tôi giặt 100.000 ba cái chăn to đùng đoàng đoàng này các bạn này. Máy tôi tự chế ra này,
mấy cái thằng nó trên hội giặt là nó bảo tôi là gì, bán sức lao động rồi là cạnh tranh không lành mạnh, cạnh tranh không lành mạnh mày chẳng hiểu đấy gì về cạnh tranh cả. Tôi nói thẳng các bạn đấy, là mấy cái đứa mà phát biểu như thế là đếch hiểu gì về cạnh tranh cả. Đấy, cạnh tranh như nào gọi là không lành mạnh, khái niệm nào là gọi là thể hiện là không lành mạnh, đúng không? Không hiểu gì về kiến thức kinh tế nhưng mà lại mở mồm ra lại cứ thao thao bất tuyệt làm như ta là cao thủ võ lâm ấy. Đấy. Chào cô giáo Nguyễn Hương nhá. Cô giáo Nguyễn Hương hôm nào mà có chăn màn thì giặt, cô cứ bảo em lên em giặt giúp cho. Lấy của các cháu nhỏ gần như là trò chơi thôi. Em lấy vài mấy đồng gọi là có tiền đi lại cũng cho cu sơn thêm cái bánh buổi sáng thôi chứ em cũng không lấy đắt đâu cô Hương ạ. Đúng rồi, khách nhà người đấy chơi thôi. Đúng rồi. Bạn làm kiểu gì, kiểu làm sao để khách hàng họ có cảm xúc. Mấu chốt là phải làm cho làm sao để khách hàng người ta có cảm xúc, người ta phải cảm thấy thật là vui khi mà giặt cái chăn của nhà bạn. Người ta bỏ tiền ra nhưng người ta cảm thấy xứng đáng đồng tiền bát gạo, người ta cảm thấy như thế là phù hợp, người ta cảm thấy cái thái độ phục vụ của chúng ta là ân cần, là chia sẻ, là hỗ trợ, người ta sẽ vui, người ta sẽ giặt dịch vụ của các bạn thôi. Còn các bạn lấy các bạn có lãi được là được rồi, nhưng sao mà bảo là cạnh tranh không lành mạnh, đúng không? Đấy, ông cứ chém người ta 50-70 nghìn một cái chăn, được, tôi đồng ý. Ông muốn nói rồi nói về thì chất lượng của ông cao hơn của tôi, được, ông cứ nói đi, xem thằng nào khách đến nó đến nhà nào. Đấy, bây giờ không tin các bạn, bây giờ cứ mở dịch vụ giặt là quanh nhà tôi mà xem. Ra mở thử mà xem. Tôi cứ lấy 100.000-300.000 các bạn đi đầu tư từ A đến Z. Các bạn mà lấy giống tôi ấy thì các bạn chẳng được bao nhiêu cả, đúng không? Nhưng mà tôi là người làm ra máy, tôi lấy bao nhiêu là việc của tôi chứ. Sao gọi là không lành mạnh? Nếu bạn mà muốn lành mạnh ấy, bảo đến bạn thương lượng với tôi. Và nói vào là Trường ơi, tình hình là chúng ta cần phải giữ một cái giá như này để đảm bảo về năng suất, xong chúng ta phân chia nhau từng khu vực, khách của tôi lấy khách của anh lấy, khu vực này là của anh, khu vực này là của tôi, như vậy thì tôi đồng ý. Chứ còn nếu không tôi lên tận cổng nhà bạn tôi thu, chẳng có ngại gì cả. Tôi đến tận cổng nhà bạn tôi phang cái loa của tôi ra, cứ 100.000-300.000, cứ 100.000-300.000. Truyền thông là việc của tôi chứ, đúng không? Truyền thông bây giờ công nghệ, bây giờ nó nói rõ công nghệ internet bùng nổ rồi. Tôi không bao giờ nói 4.0 rất là nan giải. 4.0 mình không đủ năng lực để hiểu về 4.0. Mặc dù tôi làm về IoT, các cái thiết bị máy móc của tôi hướng đến cái việc là mọi cái giao diện, mọi cái quản lý là ở trong, dựa trên cái điện thoại, đều dựa trên cái điện thoại di động. Các cái thông số của một mẻ giặt, các thông số của một mẻ sấy, các cái thông số của vườn rau đều hiển thị trên điện thoại. Và tôi làm theo cái hướng IoT, tức là Internet of Things, là tôi làm về nó. Nhưng mà tôi cũng không, các bạn đấy, tôi không bao giờ nói về 4.0. 4.0 nó cao cấp lắm. Chúng ta nói về nó nhưng chúng ta không hiểu rõ về nó. Giống như kiểu là các bạn gái hay các bạn nam cũng thế. Suốt ngày nói về, tôi nói thật các bạn cho tôi chia sẻ này này. Suốt ngày cán bộ, có những người cán bộ suốt ngày nói là bình đẳng giới. Đấy, tôi đã từng đi uống rượu với lại mấy cái sếp ở bên Tuyên Quang rồi. Đi đến, xong có cả các bạn nữ đi là nhân viên của người ta đi cùng nữa. Trong cái bữa rượu này người ta thản nhiên đổ cái chén rượu của sếp là nam giới sang chén rượu của cô gái. Thế cô gái cũng uống hục như trâu ấy. Trong mồm thì nói bình đẳng giới. Các bạn, nó bảo nó không uống, vẫn cứ đổ sang, nó vẫn cứ uống. Vì sao nó lại phải uống như vậy? Bởi vì rằng là nó cầu kỳ là mấy bữa nữa nó được hưởng lợi từ sếp, cho nên nó phải cố gắng để uống, không làm mất lòng sếp. Chứ còn về bản chất nó không muốn uống, đúng không? Rõ ràng nó không muốn uống nhưng sếp cứ đổ sang và nó phải uống. Đấy. Như vậy mà cứ mở mồm ra là bình đẳng giới. Đấy, các bạn thấy không? Bình đẳng giới không có hiểu đâu mà nói bừa thôi. Nói trong cái tâm thế mình không hiểu. Nói a du a tòng. Hôm tôi ngồi đấy tôi bảo em đưa anh uống cho. Có cả sếp của bạn ấy mà em đưa anh uống cho. Tôi uống cho bạn ấy mấy chén liền. Để ý của tôi là nhắc nhở là người ta đã không muốn uống, người ta phụ nữ người ta đã không muốn uống rồi, sao ông lại o ép người ta. Tôi hiểu thừa rằng là cái bạn gái nó xinh. Xinh thì tôi ủng hộ. Đúng rồi, nó xinh lắm các bạn ạ. Các bạn ạ, bạn gái xinh lắm. Hôm tôi đi uống rượu ở bên Tuyên Quang, ở cái công ty ở bên Thái Nguyên ấy. Thế là cái bác kia, bác ấy mới đổ rượu sang, mình nhìn thấy mình cũng ức chế, mình ngồi ngay gần đấy thôi. Nhưng mà được cái cô gái cô xinh quá. Thế là mình uống rượu và mình cũng ảo giác. Các bạn ạ, ngồi gần gái xinh là con đàn ông nó bị ảo giác, mất hết cái lý trí đi. Cho nên vì sao mà trong góc sòng bạc ấy các bạn, người ta lại để cho các bạn gái, người ta tuyển toàn những bạn gái xinh đẹp thôi, ăn mặc hở hang nhất có thể để vào phục vụ ở những cái sòng bạc. Các bạn biết vì sao không? Bởi vì thằng đàn ông khi mà nhìn thấy phụ nữ xinh như vậy mà lại còn lững lờ như vậy thì ra tay rất mạnh, tiền trong túi bao nhiêu cũng oánh,
và sạch túi mới về. Thế là hết tiền. Chứ còn cái bọn phòng sòng bạc nó phải nghiên cứu tâm lý chán đấy các bạn. Thuê các cô gái người mẫu, thuê các bạn gái thật kỳ xinh đẹp về làm bưng bê hỗ trợ trong đấy, công tác logistics trong đấy nha, hậu cần trong đấy. Thế là sau đó thì để ăn mặc một cách thiếu vải hết sức, mang hầu hạ một cách tối đa. Thế là thằng đàn ông đang đánh bạc mới là bị ảo giác, đứng trước cái đẹp của phụ nữ, đàn ông bị ảo giác, ra tay rút tiền là oánh 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 hết tiền nhăn thúi về đấy. Nó là nghệ thuật ở chỗ đó. Tâm Trần ơi, không dùng được máy sấy nữa rồi. Máy sấy mang mấy cái lò đốt gia công xong, bây giờ các bác ấy lấy hết đi rồi. Hôm vừa rồi về dưới Nam Sách Hải Dương, gặp cái bác có tên là bác Đức. Bác ấy lúc tôi chia sẻ với các bạn như này, các bạn cứ xem livestream của tôi hôm qua hôm kia mà xem. Tôi chia sẻ với các bạn này, người ta là con người làm ăn. Lúc đầu tôi về nhà bác ấy, tôi nhìn thấy bác ấy đội cái mũ len xéo đây, trông nhỉ. Đó, áo quần sọc sạch, chân thấp chân cao. Thế tôi cũng nghĩ rằng là thôi thì lắp con máy giặt này để cho bác ấy chắc là một ngày hai thôi, tôi về bác ấy cứ giữ tôi lại. Bác ấy bảo rằng là tại vì sao anh lại mua của chú cái máy sấy mà cái máy giặt, bởi vì cái máy sấy của chú anh thấy nó dùng củi, mà nghe chú nói là tiết kiệm như vậy thì chú lắp cho anh đi. Thế về đấy lắp thì anh bê cái lò đốt của anh đấy, cái lò đốt mà vẫn bảo là máy sấy siêu công suất ấy, anh bê về đấy. Mấy anh em gia công anh thống nhất trên điện thoại với bác Đức rồi là anh em mình về đấy, tại vì bác Đức bác cũng có hàng chục thằng quân ấy, thì về gọi thợ cơ khí của anh ra gia công theo ý của em. Thế là bơm khí nóng vào, wow, lên 69 độ đấy. Bác ấy cũng làm các cái mẻ sấy khác nhau, sấy nguyên điện thì hết 10.000 một số, 10.000 một chăn, sấy nguyên củi thì hết khoảng độ 3.000 tiền điện cho một mẻ chăn, là 5 cái chăn, 4 cái chăn cộng mới lại khoảng độ 20.000 tiền củi, nhưng mà được ba mẻ sấy, 2,5 mẻ, cho nên chi phí cực kỳ thấp. Cho nên bác ấy cười pha. Tối đến đi hai anh em đi giả chăn bằng con Santa Fe của bác ấy, wow, vui quá. Đấy, con người ta giàu có mà dựa trên năng lực ấy, dựa trên sự nỗ lực hết sức mình ấy. Con người ta đâu có cần phải, tất nhiên là hào nhoáng thì ai cũng thích thôi, nhưng mà người ta làm việc cật lực. Bác Tước thức đêm đến tận 2 giờ sáng, có những đêm 2 giờ sáng, 3 giờ sáng vẫn thấy bác nhắn tin cho mình. Thật sự ấy, nhắn tin hỏi xem công việc như nào, hỏi như này như kia. Đấy là mới là biết nhau trên live, trên sóng điện thoại đấy nhá. Thế hôm vừa rồi về bác ấy vui quá, bác ấy đưa lên tận Gia Lâm. Đấy, đưa xe lên tận Gia Lâm về, từ Nam Sách lên. Thế mới là anh em, toàn những người đam mê. Không, mấy hôm nay trời nắng cũng không còn khách đặt máy giặt nữa, bởi vì máy giặt cũng không sản xuất kịp, Tâm Trần ạ. Đến thời điểm này máy giặt không sản xuất kịp nữa rồi. Anh em xưởng cơ khí bây giờ họ đi làm công trình hết rồi, các công trình đạt tiến độ thì cuối năm rồi. Bây giờ nếu có nhận của khách hàng phải 8 ngày, 10 ngày mới xong một cái máy giặt. Phôi ngày trước đây mình cũng đoán được thị trường, thế là mình đặt cứ anh em là làm cứ 4 bộ phôi trước. Cho nên mình tự tin xác nhận với mọi người là 3 đến 5 ngày là ra được một chiếc máy giặt, 5 đến 7 ngày là ra được một chiếc máy sấy. Nhưng bây giờ thì máy giặt cũng không làm kịp nữa rồi, nếu mà làm cũng phải mất trung bình 8 ngày. Anh em nào nhanh lắm thì được 7 ngày thôi, còn tôi cũng chịu, bởi vì là tôi không có khả năng. Tôi cũng chỉ dám đặt xưởng là làm cho tôi với cái liều lượng như vậy thôi. Còn nếu đặt nhiều quá tôi đâu có tiền để đặt cọc cho người ta. Đấy, tôi nói với các bạn là tôi làm về, tôi có kể chuyện với các bạn, tôi làm về để theo hình thức OEM mà, đúng không? OEM tức là tôi đặt hàng và nhận sản phẩm rồi là nhận sản phẩm trọn gói thôi. Đấy. Rồi, chào anh Đức Hòa nhé. Còn cái lò đốt này thì tôi tự làm. Lò đốt này tôi túc tắc tôi tự làm thôi. Đấy, sáng ngày tôi giặt 3-4 mẻ đây này. 3-4 mẻ trong nhà cũng có mấy cái đấy. Bây giờ cũng khô rồi. Đấy. Thế thôi, cuộc sống của tôi tuần này thôi đây này. Hai cái bánh chưng này. Nè, chục cái bánh gai này. Đấy. Của nó 6 cân gạo này. 8 miếng đậu này, 8 bìa đậu này. Ăn được mấy ngày rồi. Đây là tiền điện, tiền củi này, cái này cho là tiền điện, tiền củi này. Đấy. Cái kia cho cu Sơn đi học mới ăn sáng này. Còn 6-7 cái kia thì để đổ xăng xe đi lại này. Tiền điện gia đình này. Như vậy là tôi sống được rồi các bạn ạ. Tôi sống không có tích lũy. Tại vì năm nay tôi không giặt nhiều. Năm nay có nhiều khách đặt máy cho nên là tôi mới không giặt nhiều như vậy đấy các bạn ạ.
chứ mọi năm giờ này của tôi lúc nào cũng kín vườn. Ngày mai thôi tôi lại bắt đầu thi thu chăn, tối nay tôi lại thi thu tiếp. Rồi cảm ơn Tâm Trần nhé. Thực sự mà nói thì những cái máy sấy đấy, những cái lò đốt đấy thì Tâm Trần cũng xem đấy. Thì anh có ba cái đấy, thì anh em lấy hết đi rồi, một cái về Hưng Yên, một cái đi về Nam Sách Hải Dương. Anh chẳng giấu được cái gì đâu, bởi vì là thường thì anh cứ chia sẻ hết ở trên online này. Ai người ta tích lũy được cái gì người ta tích lũy, ai người ta thấy đó là một bài học tốt người ta học thì kệ người ta. Còn ai người ta chửi anh cũng ok. Chửi tôi nghe. Việc của tôi chia sẻ là tôi chia sẻ cho những người muốn học tập. Còn ai không muốn học tập hay không, cứ coi tôi là rồ cũng được, không sao cả. Đây này, nhà tôi tự trồng rau lấy. Rồi cỏ cây trên đá lá trên hoa tôi vẫn hay chia sẻ với các bạn ấy. Cỏ cây trên đá lá trên hoa. Nhà tôi có hai vợ chồng với một thằng cu, tha hồ ăn. Đấy, những cây ổi này. Những cây ổi của tôi này. Đấy, những cây ổi tôi trồng đây này. Rau này này, rau vợ tôi trồng đây này. Đấy, vợ tôi trồng này. Trước đây bên này là cái dàn phun mưa nhưng bây giờ tôi bỏ hết rồi. Tôi bỏ hết rồi, tôi chẳng làm nữa. Nó bị sập hết rồi. Đấy. Cỏ cây trên đá lá trên hoa. Như này tha hồ rau ăn các bạn ạ. Toàn rau sạch trên này, như này sạch lắm. Tôi đang thiết kế vườn rau thông minh, mấy bữa nữa tôi cho hết vào vườn rau thông minh của tôi. Vườn rau thông minh. Đấy. Không phải đâu, đời sống không cao đâu Đức Hòa ơi. Tháng này tôi bán được có, tôi xuất được có 5 cái máy giặt với một cái máy sấy thôi. Tháng trước tôi được 6 cái máy giặt với lại cũng là một cái máy sấy. Đấy, từ giờ đến Tết tôi dự kiến, từ giờ đến Tết mới ra riêng, tôi dự kiến khoảng được khoảng 12 cái nữa. Hết cái mùa đông hôm nay tôi được khoảng 12 cái máy giặt nữa. Đấy, còn đâu được tôi cũng phải tập trung vào thời gian để nghiên cứu cho cái máy CNC kia cho nó thành công đi. Mua đồ nghề đủ hết cả rồi mà không có thời gian để lắp ghép, mình không đầu tư thời gian cho nó để lắp ghép ấy. Cứ lang thang. Đây này, rau xanh ngon ngọt lắm. Đấy. Rau xanh ngon ngọt lắm, nhà các bạn ở các tỉnh nào đấy, tôi thì tôi lại có cách là tôi cứ trồng ra đây tôi cũng chẳng phun phiếc gì đâu. Không phun cái gì cả. Cứ sâu nó ăn ở đâu tôi lại hái đấy tôi ăn. Sâu ăn đâu tôi lại hái đấy tôi ăn. Sau đó thì tôi cứ tỉa cái lá ngoài này, ăn lúc nào nó giòn này. Mà lại đều lúc nào cái rau bắp cải tôi cũng có cái để ăn. Chẳng thiếu cái gì cả. Đấy. Rồi, bây giờ thì mình lại chia sẻ ngược lại một chút về cái phần tại vì sao mà những cái người giàu thì người ta lại hay nói là tiết kiệm thì nó cũng đúng mà không, thực ra nó không phải là tiết kiệm đâu các bạn. Đúng ngôn ngữ của nó ra phải là đúng ngôn ngữ kinh tế ấy, là phải nói là gì? Cái người giàu ấy là cái người mà người ta thường hay gọi là tối ưu hóa các khoản chi phí. Tối ưu hóa các khoản chi phí. Ở đây là gì? Các bạn thử để ý xem nhé. Tôi lấy ví dụ như hôm vừa rồi tôi lắp máy cho nhà bác Đức ở Hải Dương ấy. Ở Hải Dương ấy, tôi nói thật với các bạn ấy, tôi chưa nhìn thấy ai giàu có như thế cả ở cái đất Yên Bái nhà tôi cả. Các bạn biết không, con bác ấy đi học ở bên Canada mỗi tháng 56 triệu. Bác phải chuyển cho con bác ấy học lớp 10, lớp 11 gì đó. Tối hôm đó tôi còn nói chuyện với nó từ livestream, từ video call từ Canada về. Sau đó thì bác ấy mua cái nhà 19 tỷ ở trong Khánh Hòa hay Nha Trang gì ấy. Đấy, cái khu resort ấy, xong là bác ấy lại cho thuê lại. Mua của Phạm Nhật Vượng xong cho ký hợp đồng thuê lại của Phạm Nhật Vượng thuê lại để nó làm kinh doanh. Tháng cũng gần 200 triệu tiền doanh thu, tiền thuê nhà. Đấy, rồi xưởng cơ khí của bác ấy thì to vật vã thế, nhà nghỉ như vậy. Bác ấy ăn mặc rất nông dân. Thế tại sao mà người ta lại phải nghĩ đến việc là người ta sấy bằng củi các bạn? Không tin các bạn xem cái livestream của tôi, bác cười tươi lắm. Hôm trước nó chưa thành công, nhiệt độ chỉ lên 34 độ C thôi, tôi nói thật các bạn. Bác ấy cứ đi ra đi vào chắp tay đấy, đi ra đi vào, xưởng cơ khí bác cũng bỏ không đấy. Anh em làm việc tôi hỏi anh bác ấy là sao không sang bên đấy quản lý quân hay là xem công việc nào, bảo không cần phải quản lý. Chúng nó làm việc theo đơn vị chiếc và cái. Cứ hoàn thành xong sản phẩm tao sang nghiệm thu. Có bộ phận nghiệm thu xong là cứ thế mà làm. Không cần phải quản lý, mày thích thì mày nghỉ. Nghỉ mà, bây giờ lực lượng lao động nó dư giả lắm các bạn. Thích nghỉ cho thuê người khác, không thiếu. Làm đúng sản phẩm, đúng chất lượng là được. Đấy, bác ấy thong thả lắm. Đấy. Chồng bác ăn mặc bình đơn sơ giản dị thế thôi. Thế mà người ta vẫn còn tối ưu hóa cái nguồn cái chi phí, người ta vẫn còn sấy cái củi ở trong cái khách sạn đấy. Thế huống hồ là các bạn rất có, không phải các bạn nhưng mà có rất nhiều bạn là cứ sợ coi như là bẩn, sợ khó,
sợ bẩn, sợ khó, sợ này sợ kia, cái chữ sợ nó thống trị trong đầu ấy, làm cho mình không nở ra được. Đấy, đấy các bạn cứ xem mà xem nọ, cách đây đúng một đêm hai đêm rồi tôi live stream cho các bạn xem, các bạn cứ xem kỹ mấy cái live stream mới xem. Ý của tôi chỉ nhằm đưa ra một cái thông điệp với các bạn trong những cái đêm hôm đó là gì: người giàu là người ta tối ưu hóa chi phí. Vì sao mà người ta lại phải tối ưu hóa chi phí? Bởi vì người ta thấy được rằng là sấy điện 10.000 một cái chăn, sấy củi có 2.500, như vậy là giảm được 75% rồi. Một ngày mà làm 100 chiếc hay là 20 chiếc chăn thì chẳng ra một đống tiền là các bạn, đúng không? Hóa ra đống tiền chứ. Đấy, bác được bác ấy như thế mà. Tôi còn đi vào tận bếp nhà bác ấy cho các bạn xem. Không tin các bạn chụp ảnh lại cái máy lọc nước của bác Đức xem có phải là cái máy lọc nước to bằng hai cái bàn tay đấy có giá 140 triệu không. Tôi choáng đầu luôn, cả nhà tôi không có cái gì đáng giá đến 14 triệu. Thế mà mỗi cái máy lọc nước con của bác ấy thôi mà 140 triệu. Đấy, chính tỏ là người ta rất quan tâm đến tối ưu hóa chi phí, nhưng mà người ta lại cũng có thu nhập và người ta lại đầu tư ngược lại để cải thiện chất lượng cuộc sống của người ta, để cân bằng cuộc sống. Đấy, đúng không? Đấy. Rồi, thì tôi đang ở ngoài vườn để chia sẻ với các bạn về việc là sau 2-3 ngày đi lắp máy giặt cho khách hàng ở Hải Dương, rồi là máy sấy chạy bằng củi và cho một cái hộ gia đình của bác Đức, rất là kinh tế, rất là khá hơn bất kỳ ai ở đất Yên Bái mà tôi nhìn thấy, theo đúng nghĩa nha các bạn nha, không kể mấy ông tham ô mà tài sản nó bị bằng tảng băng chìm, tôi không chấp, tôi không tính, bởi vì là không phải tôi không chấp mà tôi không tính, vì tôi đâu có biết thực tế của họ như nào. Nhưng mà đấy, người ta tối ưu hóa về chi phí, người ta sấy bằng củi bằng cái công nghệ của khắc trường tôi, và người ta tìm đến tôi rất là cảm thấy hân hoan, và tôi liên tục khoe với các bạn điều này, và tôi nhắn nhủ các bạn rằng là hãy tối ưu hóa chi phí và làm giảm chi phí cho các việc, cho các cái công đoạn sản xuất của các bạn, và hãy áp dụng máy móc và để nâng cao năng suất và sản lượng, để từ đó giải phóng sức lao động để chúng ta có thời gian chăm sóc con cái, nói chuyện với trẻ con, bàn bạc với trẻ em. Nhân tiện đây tôi chia sẻ với các bạn về cách bàn bạc với trẻ em. Tôi vừa nói với cô Sơn nhà tôi là lâu lắm rồi hai bố con không họp với nhau. Tối tí nữa tôi sẽ họp với nó. Hai bố con sẽ họp và nó sẽ phải là thằng ghi biên bản. Tôi sẽ không ghi. Tất cả mọi ý kiến của nó đề xuất ra sẽ được thảo luận. Học cái gì, học bao nhiêu lâu, học như thế nào. Đấy, xem cái gì, xem bao nhiêu lâu, làm cái gì, làm bao nhiêu lâu và làm ở đâu, làm như thế nào là tôi sẽ thảo luận với nó để đưa ra một cái bảng công việc. Đấy, trong đó thì tôi kệ nó. Nó thích xem thì nó xem, nó thích học thì nó học. Đến khi tôi hỏi nó mà không ra là mày chết với anh, với tôi. Đấy, là tôi đưa ra một cái giải pháp về giám sát. Thỉnh thoảng tôi lại vào tôi ngó xem là con đang xem YouTube ấy thì có đúng nội dung đăng ký không Sơn. Đấy, con đăng ký là tháng này, tuần này nghiên cứu về trồng rau cơ mà, sao tự nhiên lại toàn thấy vũ trụ mẹ thiên văn thế, không được đâu. Mặc dù biết rằng là nghiên cứu về vũ trụ, nghiên cứu về thiên văn là rất là tốt, tuy nhiên nó không đúng với lại những gì chúng ta đã họp, hai bố con đã họp và thống nhất nhau trong sổ, thì tôi không đồng ý. Thì tôi lại nói với cu Sơn nhà tôi là có mấy lựa chọn đấy con ạ. Tôi luôn luôn đưa ra vài lựa chọn các bạn nhé. Lựa chọn thứ nhất là làm đúng kế hoạch thì cuộc sống vui tươi, chẳng ai nhắc nhở con cả. Sau này con lớn lên con làm việc đúng kế hoạch, con làm đạt được mục tiêu. Còn nếu con làm sai kế hoạch, tức là đáng nhẽ đăng ký kênh, đăng ký là thật tuần này nghiên cứu về trồng rau chẳng hạn, mà tự nhiên xem vũ trụ xem toán, cũng không đồng ý, làm sai kế hoạch thì ra quốc đất. Lựa chọn tiếp theo là quốc đất. Đấy, rồi chào thật là hùng duyên nhé. Khô hạn hạn hán cái quái quỷ gì mình không hiểu đâu, mình không hiểu cách của Hùng Duyên nói đâu, mình hay nói thẳng nói thật, cũng không bóng gió gì mấy, không biết là Hùng Duyên nghĩ khắc trường mình như nào, mình không có hiểu được các cái cách nói hiện tại của bạn Hùng Duyên, thì mong rằng là bạn Hùng Duyên có thể làm rõ hơn ở trên này để cho các anh em bạn bè trên Facebook này cùng hiểu được không. Bởi vì theo nguyên tắc của việc lên lớp dạy học, mà người ta gọi là lên lớp giảng bài mà lấy học viên làm trung tâm ấy, thì tôi chia sẻ luôn với các bạn như này này. Có 8 thằng trong một nhóm, tôi là một cái người làm giảng viên chẳng hạn. Được đầu tiên tôi hỏi các bạn là các bạn sợ gì nhất. Thế thì có một thằng nói là không sợ khó, có một thằng nói là không sợ khổ, có một thằng nói là chỉ sợ khổ, khô hạn, có một thằng nói là lại sợ hạn hán, rồi có một thằng lại chỉ vẽ khuôn mặt cười giống như giật là Hùng Duyên đang comment đây chẳng hạn. Thế thì mỗi một thằng nó nói lên một ý như vậy. Xong tôi lại chờ trong một, tôi gia hạn cho họ là trong 2 phút, đây người ta gọi là phương pháp tia chớp các bạn nhé. Sử dụng kỹ thuật là kỹ thuật tia chớp.
dùng tia chớp để công não người ta. Trong 2 phút anh phải nói lên được là trong giặt là anh sợ nhất điều gì đấy. Mỗi thằng nó nói lên một ý trong 5 cái ý của bạn giặt là Hùng Duyên kia. Tôi lại tiếp tục dành 2 phút nữa cho các bạn, tiếp tục nói lên những cái gì là các bạn làm cảm cho các bạn sợ. Thì các bạn lại viết thêm, viết thêm, nhưng mà có những chữ tôi không hiểu. Ví dụ như Hùng Duyên đang nói này thì là không sợ khô hạn, khô khan chẳng hạn. Thì tôi sẽ hỏi là không sợ khô hạn, bạn nào viết cái này thì mời bạn lên, đứng lên giải thích cho cả nhóm cùng nghe để hiểu hơn được không? Đấy. Thế vì trong lúc cái bạn đấy bạn lên bạn ấy giải thích là khô, chỉ sợ khô khan, nghĩa là như này, nghĩa là như kia, thì cái nhóm 8 người đó sẽ hiểu được cặn kẽ hơn. Nào, giặt là Hùng Duyên, bạn giúp tôi chia sẻ cho mọi người biết chỉ sợ khô khan hạn hán nghĩa là gì, cho mọi người hiểu rõ hơn được không? Bởi vì nếu mà chúng ta đứng đối mặt với nhau ấy thì việc giải thích và chia sẻ nó trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng mà trên phương tiện truyền thông như này nó bị giới hạn bởi các cái ánh mắt và cử chỉ và nụ cười, dẫn đến là chúng ta không hiểu về nhau. Các cái cách nói khác nhau, diễn đạt khác nhau làm cho mọi người không hiểu rõ hơn về nhau. Thì mong bạn chia sẻ cho mọi người nhé. Đấy. Tôi hôm nọ tôi mua củi về để mấy nữa tôi sấy chăn đấy. Tôi mua củi để tôi sấy chăn đấy các bạn. Đâu, rồi chào Tăng Xuân Thi. Rồi ôi. Tăng Xuân Thi này. Đấy, anh Trường đấy. Hôm qua vừa ở dưới kia mà tối qua mới về đến nhà đấy. Sáng ngày đi thu được 2 chuyến. Phí đi giả xong là tối lại giặt, tối tranh thủ vừa ngồi làm cái gì đó vừa giặt. Đấy, vừa live stream hay là vừa làm cái gì đó vừa giặt. Tối nay kiểu gì chẳng được chụp cái chăn nữa. Sáng mai vài người gọi nữa là lại có thêm món nữa rồi. Đấy, tôi vừa nói chuyện với các bạn đấy. Cái chăn này nó tầm khoảng độ 4 cân rưỡi này. Cái chăn này tầm khoảng 5 cân này. 30.000, 100.000 ba chăn hết. Với khắc trường thôi, 100.000 ba chăn hết. Thơm nước mũi rồi. Đấy, thơm nước mũi rồi. Đấy. Vợ tôi đang là quần là áo trong kia. Tôi phơi thêm khoảng độ 30 phút nữa thôi là tôi cho vào đây, tôi đi mang đi quấn, mang đi giả thôi. Đống củi của tôi đây. Tăng Xuân Thi này có vẻ coi thường anh quá đấy, Tăng Xuân Thi nhá. Lúc em nhắn tin hỏi anh thì anh trả lời lại đúng không? Tương tác một chiều như thế là em có vẻ là bà biểu hiện giống cái van một chiều ấy em ạ. Cái van một chiều thì thường nó không tốt đâu em. Thường nó bị căng lên phát là nó nổ á. Nếu có van hai chiều thì tốt hơn. Có những lúc em hỏi anh trả lời luôn đúng không? Chia sẻ luôn, có ngại gì đâu. Thế cả là em có đầu tư máy theo kiểu của anh hay không là việc của em chứ. Việc gì phải không tương tác với nhau làm gì? 7-8 ông nông dân chia sẻ các thông tin với nhau thành ra các lượng cơ mà. Tại sao em lại lúc anh gọi nhắn tin hỏi em chẳng nói câu gì mà cả nửa tiếng, 2 tiếng nay rồi đúng không? Đấy. Nhá. Cho nên là mình chia sẻ với nhau là trên tinh thần là xây dựng. Chúng ta không chỉ chiết nhau. Chúng ta tương tác với nhau, hỗ trợ nhau để nhắc nhở nhau là hãy cố gắng lên. Đấy. Thì cách đây khoảng độ 2 tuần tôi có nói với các bạn là tôi đây giờ không phơi nữa. Tuy nhiên thì cái lò đốt của tôi mấy hôm rồi tôi đi vắng, tôi lại mang về dưới Nam Sách mất. Rồi mang về chỗ Phù Cừ Hưng Yên mất. Cho nên là tôi cũng không thuê người ta làm ở nhà tôi nữa, cho nên là tôi không kịp gia công. Chứ còn mai tôi lại tranh thủ tôi gia công. Tôi hàn cắt gọt gọt tôi lại làm thêm một cái thùng phi đấy nữa là tôi lại bắt đầu sấy bằng củi. Chứ tôi không cớ gì tôi mang ra đây nữa các bạn ạ. Hôm nọ tôi nói với các bạn tôi không phơi nữa, bạn Tâm Trần bạn rất tinh ý. Bạn thường xuyên xem live stream của tôi bạn biết ngay. Mà sao không phơi nữa à, đây này. Bạn Tâm Trần nhỉ, Tâm Trần rất hay xem live stream của anh cảm ơn Tâm Trần. Tâm Trần là một người làm về, hôm nọ anh có hỏi thì Tâm Trần làm về. Hôm nào mời Tâm Trần nhé, Tâm Trần rất hay tương tác này. Hôm nào Tâm Trần mà có dịp nào qua Yên Bái, qua Tuyên Quang này, qua Lào Cai này, quá chân bước vào nhà anh Trường chơi tí. Thôi thì những cái gì mà Tâm Trần biết thì anh lại không biết, những cái gì anh biết thì anh lại chia sẻ lại cho Tâm Trần. Như vậy chúng ta sẽ trở thành một cộng đồng có những con người mạnh mẽ hơn đấy. Nhớ Tâm Trần nhá, anh có lời mời thật sự đấy, không phải lời mời đùa trên này cho vui mồm đâu đấy. Em lên đây mà khoái rau ăn rau uống gì thì cũng cầm về mà ăn. Như này, những cây xấu cây xiếc này, tôi nói thật các bạn, cái chỗ đất này ấy, chỉ cần có 3 mét vuông của tôi thôi là đủ tiền giả cho, cứ gọi là một luống này đi, là đủ tiền giả tiền thuê trong 5 năm. Tâm Trần nhé, giả tiền thuê trong 5 năm. 5 năm tôi thuê ấy,
tớ thuê ấy, là gần như chờ tớ chỉ có gần mất 3 tháng hoặc 4 tháng thôi. Mà 4 tháng đấy tôi không phải làm gì nhiều là đôi đủ tủ tiền giả cho cả. Đây rồi, các bạn nhìn thấy cái khóm mít kia không? Trong đó là khoảng độ 20 cây mít. Nếu tôi bán 20 cây mít giống đấy bằng hạt. Bằng hạt nhé các bạn nhé. Tôi chỉ chọn những quả mít thật ngon. Tôi được ăn cái cùi của cái hạt mít. Cái cùi mít đấy. Tôi lại lấy cái hạt đấy tôi đi ươm. Và tôi chụp ảnh quay phim lại, tôi cất vào trong máy tính. Tôi giới thiệu khách hàng của tôi rằng cây mít đó là quả mít rất ngon. Và họ bảo là họ không thích trồng mít Thái vì mít Thái cái tính thích ứng của nó với môi trường ở miền Bắc mình nó hay bị sâu bệnh. Và thời gian sinh trưởng của nó thì rất nhanh ra quả nhưng mà nó lại không bền vững, mà chỗ là 5, 7, 10 năm gì đó là nó hỏng. Cho nên là người ta lại trở lại cây mít ta. Thế là tôi bán cứ 15.000 một cây, 20.000 một cây. Trong khi đó tôi được ăn cái cùi của nó mà tôi lại vẫn bán được cái cây mít. Các bạn thử tính xem một quả mít mà 10 cân nó ra khoảng độ 180 hạt. 180 hạt tôi chỉ cần tính 100 cây thôi. 100 cây thôi tôi lại bán được 1,5 triệu rồi. Nào, trong đó tôi vẫn được ăn quả mít. Nhà tôi đầy chặt mít để tôi ăn. Chẳng ngon à? Đó, cách làm đấy. Cao cũng thế. Cao cũng thế các bạn này. Tôi mua cứ trung bình 1.000 một quả cao tôi về tôi bán. Tôi ươm thành bầu này. Tôi bán được 10.000 một cây cao. Có hai luống thôi là đủ tiền thuê trong 5 năm. Nói thật với các bạn thế. Đấy. Cách làm của tôi đơn giản thế thôi. Củi đây. Củi đây hôm vừa rồi trên đường đi về Nam Sách Hải Dương tôi gặp một cái xe nó chở cái củi này, tôi gọi giật họ lại, tôi mua luôn, tôi bảo họ đổ vào đây. Sau đó thì bây giờ nó để khô này, mai tôi lại lấy xe rùa tôi nhấc cái tôi đủn vào trong cái máy cho tôi kìa, tôi vứt vào gầm cái máy sấy ấy. Thế là tôi lại dùng dần cái chỗ củi này, tôi hứa với các bạn tôi dùng từ giờ đến hết Tết, hết cái vụ đông này cũng không hết được. Tôi liên tục quay cho các bạn xem, không tin các bạn cứ để ý chi tiết này nhá. 1,2 triệu tiền củi còn lâu hết, mà đợt tới tôi chuyên sấy, chỉ sấy bằng củi mà không còn mang ra đây phơi nữa, theo đúng như những gì tôi nói. Củi được cái trên này nó rẻ, củi này nó rẻ, nó không như ở dưới xuôi. Trên này có 250 một khối thôi, một khối củi dưới kia kìa 250-300 thôi. Đấy, bây giờ nó tăng giá tí rồi, nhưng mà đợt nọ là nó chỉ 225.000 thôi. Đấy, 225.000 tức là 450.000 một đúp, một đúp tức là hai khối các bạn nhé. Rồi, sợ tính cái quay cho Tăng Xuân Thi. Tôi anh nói với Tăng Xuân Thi nhá, riêng ở dưới Hưng Yên ý, một sào đất này là người ta thuê hình như là một năm là 3 triệu, à không phải, một năm hình như là 3 triệu sao đấy. Cái đất trồng trồng cây cảnh ấy 3-5 triệu một sào đất ấy, sau đó người ta trồng cây cảnh người ta kiếm bộ tiền thôi. Thì ở trên này người ta dân cư trên này toàn là tứ xứ cập lại, dân cư thưa thớt, chẳng ai bảo ai cả, mọi người cứ phát triển cá nhân của riêng mình. Thôi anh đi đâu ra đây đây? Anh đi đâu ra đây? Anh định làm gì ở đây anh Sơn? Nhờ anh chưa đi à? Thế anh có chuyện gì chia sẻ với mọi người không? Tôi sẽ... Anh có điều gì chia sẻ với mọi người? Tôi sẽ chia sẻ với mọi người là ừ. Thế này ừ. Thôi sẽ... Tôi nhá ừ. Tôi sẽ đi lắp cái máy để phục vụ cho bác Vân thôi. Bác Vân tôi đã đặt một cái máy để một cái máy này nó cũng rất đơn giản thôi. Máy này thì bác ấy bảo là bác ấy mong muốn là khi bác ấy ngồi ở nhà Sơn này, đấy, nhà cháu ấy thì ở nhà bác Vân kia, ừ. Đấy, mà bác ấy ngồi ở đây, bác ấy gần thế thôi à? Gần thế thôi à? Không xa cơ, đây là nhà tôi này, ừ. Thì nhà bác Vân cách đây hơn 10 km, ừ. Đấy, bác ấy kiểu muốn là đây. Khi bác ấy mở điện thoại ra, bác ấy nhấn một nút, thì nhìn camera, đấy, thì có luôn thì cái máy bơm chạy luôn, nước nó tưới, bác không cần phải lên cắm đi cắm lại máy bơm nữa. Ôi, môi bật máy bơm thôi á, đơn giản thế. Đấy, chỉ cần nhấn một nút thôi, là trong camera bác ấy nhìn thấy là tất cả những cái vườn bưởi của bác ấy là tất cả mọi thứ là được tưới rau rồi. Thì cái mùi nước nhấn từ xa hơn xa quá từ nhà tôi này, tận nhà Vân là hơn 40 km, 60 gì đó, rất là xa, điều khiển được mấy kinh. Ok, thế anh vẫn phải nhớ là tí nữa tôi với anh phải họp đấy nhá. Ok, tôi vừa nói rồi đấy nhá, là tí nữa chúng ta phải họp một cái, lâu lắm rồi không họp rồi đấy, họp để thảo luận các cái công việc cần phải làm đúng không? Ok chưa? Đấy các bạn nhá, tôi đang live stream đây thì đúng như những gì tôi vừa nói đấy. Lâu lắm rồi không họp cả. Hai bố con thì hỏi có buổi họp cả. Ghi thì biên bản tử tế. Hai làm sao thì đấy chịu. Chứ ai đi giám sát con, dục con là đến giờ ăn rồi không ăn à. Kệ chứ. Nó ăn thì không việc của nó, không ăn thì tí đi cuốc đất.
trong 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 biên bản cuộc họp ghi rõ chúng ta luôn luôn có vài lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là ăn cơm đúng giờ, đến giờ là phải ăn cơm, không ăn cơm đúng giờ tí chỉ tí lại không được ăn cơm nữa mà lại phải đi rửa bát. Đấy, lựa chọn là rửa bát vì vi phạm chính sách. Đấy, các bạn nhé, giống như các bạn vi phạm các cái tiêu chuẩn cộng đồng của YouTube hay là của Facebook ấy, người ta bao giờ có những tiêu chuẩn cộng đồng như vậy, các bạn phải tuân thủ theo, các bạn không được vi phạm. Đấy, thì đây thế mình trao đổi với con mình xong, nó ăn nó ngủ là việc của nó đi ngủ lúc nào là việc của nó, cốt là trước 10 giờ rưỡi đêm là được, sau đó là gì, nó học lúc nào cũng là việc của nó, mình không cần phải quản nó học nữa, nó đi ra ngoài đường chơi lúc nào là việc của nó, đến giờ nó về là được, đúng đúng các cái chương trình đã được thiết kế là được. Đấy, hoặc là mà đến chương trình thiết kế là đáng lẽ là 3 giờ chiều của ngày thứ năm là đi chơi chẳng hạn, mà lại không thấy nó đi chơi thì mình lại còn phải hỏi nó, thế hôm nay không đi chơi à, vì sao lại không đi chơi thế, chứ không cần phải hò hét là ôi dồi suốt ngày ngoài đường kia trường ơi Sơn ơi, không không việc gì phải hò hét thế làm gì, không phải hò hét, tôi hứa với các bạn cuộc sống của tôi xong không phải hò hét, không phải hò hét, mọi thứ được thiết kế dựa trên huy động sự tham gia trong bàn bạc và thảo luận để xây dựng một kế hoạch. Và chính vì trẻ em ngay từ thời kỳ ban đầu thôi, nó được ngồi bàn bạc trong cái bản kế hoạch hàng ngày hàng tuần của nó, thì nó có trách nhiệm với những gì nó đã nói ra, trách nhiệm với những gì nó đã ghi chép vào, và chúng ta không cần phải nhắc nó quá nhiều nữa. Thỉnh thoảng mình chỉ cần nhắc là chúng ta là những con người có trách nhiệm, mình đã thảo luận với nhau rồi, mình đã ghi ra đây rồi, thì cần phải thực thi nó và có trách nhiệm, có vậy thôi. Sau này nó có trách nhiệm, chẳng may nó có làm cho con bé nào có bầu, nó vẫn phải là nghĩ là có trách nhiệm với cô gái đó. Đấy, nó phải thế, chứ không phải là táng bừa đi xong là 5-7 cô có bầu một lúc mẹ, là gieo rắc nỗi kinh hoàng, người ta gọi là nỗi sợ kinh hoàng, đúng không các bạn? Rồi, xin tạm biệt các bạn đây nhá, bye bye, bye nhá.